Chào các bạn nhé. Mọi người đang nhìn thấy đó là một cái máy đo lội trở pin nhé. Với cái màu đen như tựa đề video này, anh Trung Quốc sản xuất thôi. Đây là cái máy mà có một cái anh ở bên Hà Tây, anh đi sang nhờ mình sửa, nhưng mà mình không sửa ngay được và mình cũng không hiểu nó lắm, nên cái video này mình sẽ sửa nó xem có được không nhé. Và cũng là lấy ý kiến của mọi người xem cách sử dụng nó như nào luôn các bạn ạ. Thì anh bảo là bây giờ cắm điện nó lên nháy lên màn hình cái rồi nó mất hay sao ấy, nhưng mà khi anh tháo ra nhá, anh tháo ra đây là hai cọc, đây là màn hình và phím bấm thôi, còn đây là cái bo mạch của nó này. Thì anh tháo ra thì anh bảo là thấy bị đứt cột chì này, lỗ đây, lỗ con IC này, mình thấy lỗ con IC này, con IC có 5 chân, nhưng mình cũng chưa rõ chức năng của con IC là con gì. Nên video này mình sẽ luận nó ra xem nó là con gì để mình thử sửa cho anh được không nhá. Và chúng ta sẽ thấy đây là cái anh Trung Quốc anh sản xuất đấy. Thì đây là cái chân sạc này, nó sẽ sạc vào nó đến một con IC gì đấy, mình đoán là con IC này này là con IC sạc. Còn đây là hai con IC liên quan đến bảo vệ pin nhá. Nó sẽ có một quả pin 18650 ấy, 3,7V ấy, đầy lên 4,2V để cấp cho nó, tức là nó dùng sạc hết điện thì sạc các bạn nhá. Còn đâu cái đo thì nó cắm vào cái chân này này, để ra hai cái dây để đo cái lội trở pin. Bác nào mà đóng xeo pin cái thứ là hay sử dụng cái loại này, mình thì mình chả dùng, mình chả biết nó. Và chúng ta sẽ thấy là công nghệ của Trung Quốc khi họ sản xuất xong ấy là họ xóa hết tên IC nhá. Các bạn này, xóa hết tên IC. Con này hình như là con CD cái bao nhiêu nhỉ? 405 mấy để liên quan đến sạc đấy. Nó cũng xóa hết. Cái xóa này thì mình thấy là cái công nghệ xóa bây giờ anh Trung Quốc anh có máy bắn laser nhá. Anh sản xuất xong thì nó vẫn anh nhập về vẫn có tên IC đấy, sau đó là trong cái chương trình của cái máy bắn laser ấy là đốt cho phát voi vèo, đốt bốc lửa phát, hay là xóa được con này, sau đó là đốt cho phát vào phím này không được nha, nó sẽ lại đốt thì laser bắn đúng vị trí này, đúng vị trí này, đúng vị trí này. Tóm lại là nó theo công nghệ là nó phải được trả dùng máy mài, mà nó mài từng con một đâu, mài không đều đâu các bạn ạ, mà mài mất công. Bây giờ nó đặt cái bộ này vào một cái máy khắc laser ấy, xóa số ấy, xong nó chạy xui phát, thế là xóa hết số luôn. Mấy con M, mấy con D diode này thì M7 thì không xóa, nhưng mà bọn IC thì xóa hết các bạn ạ. Xóa để đỡ ăn cắp công nghệ của họ, của nó đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ thấy nhá, bây giờ nó không phải cái gì bảo mật đâu, cái gì cũng ấy đâu, chia sẻ đâu các bạn ạ. Người ta sẽ xóa hết, xóa nó mà mình nhìn biết là mình xóa bằng, nó xóa bằng công nghệ đèn laser, bằng tia laser xóa các bạn ạ. Đó, bây giờ mình sẽ thử đo đạc luôn xem con IC là con IC gì, để mình xem có sửa được cho anh nhau không nhá. Sửa nó lên nguồn được thôi chứ mình chẳng biết dùng, khổ thân mình, không phải cái gì mình cũng biết dùng đâu. Con IC lỗ mình đã biết nó chức năng rồi nhá, nó là chức năng IC sạc, tí mình dò cho mọi người. Mình sẽ, anh ấy đã hàn, nó đã mất với cái chân này, mình đang tạo cái chân này nhá. Nó sẽ có một cái miếng đồng ở đây này, nó sẽ dính vào cái vị trí này mọi người nhá, dính vi vị trí này. Qua đó là âm, còn đây là dương của pin nhá. Thì dòng chảy nó sẽ từ dương về âm, dòng chảy từ dương này đẩy qua con cầu chì tới đây, và khi chúng ta đo nó sẽ mở từ điểm này sang điểm này, sẽ cấp vào cho cái cụm các mạch bút hạ áp nhá, hoặc tăng áp thì mình không rõ mọi người ạ. Thì bắt đầu mạch chạy thì chúng ta sẽ nhìn ngược trở lại nhá, con diode này đấu từ dương, từ âm sang dương các bạn ạ. Mục đích của nó khi chúng ta cấp pin ngược, cấp dương vào đây, pin vào đây, thì dương này nó sẽ chảy theo cái đường này này, đó, nó vòng nó tới đây, nó sẽ đi qua con diode này để nó làm chập và làm lỗ cầu chì này nhá. Đây là cái phương pháp, cái tính toán an toàn của người ta là chống cái người nào mà chả hiểu gì mạch cứ đấu loạn lên, thế là đấu chập thì nó không bảo vệ được mạch các bạn nhá. Và cái nữa là do bị mất ở đây, mình đang khoan một cái lỗ này, mình đang khoan cái lỗ để mình bắt một cái dây đồng, xoắn cái dây đồng to đây, nhưng bắt như thế thì nó sẽ bị chạm với cái mát này nên mình đã cắt này. Tóm lại là cái mát toàn bộ của mạch này, GND toàn bộ của mạch này ấy, thì là nó không phải là cực âm của pin đâu, mà nó sẽ phải đi qua mạch bảo vệ pin, nó là như này này, dương này đi qua cầu chì này, đi qua toàn bộ mạch này, sẽ về cái mát toàn mạch nhá, về hết mát toàn mạch này này, sau đó nó sẽ đi qua một cái con sò trường dạng như là mối nối DS của con sò trường nằm trong cái hai con IC này, nó sẽ mở từ D đây này, chúng ta sẽ thấy cái lỗ này nhá, cái lỗ này nó chạm với mát toàn mạch này, nó sẽ đi vào cái chân này, sau đó nó sẽ chảy ra cái chân này, nó mới đi về âm của nó mọi người nhá.
để giả sử bị chập tải nặng các thứ ấy, thì con này nó khóa này, nó khóa nó cắt ngăn ngăn cách pin này, gọi là bộ bảo vệ pin đấy các bạn ạ. Hai con này liên quan đến chế độ bảo vệ pin. Những cái đài nghe nghe đài nghe nghe thẻ nhớ của các cụ mình sửa đấy, bây giờ nó cũng có hai cái con như này. Đây là nó kiểu như cái con này này. Đây này. Mạch sạc này. Nhá. 4056, mình cứ tưởng con này con 4056 nhưng không phải, nhưng có chức năng con này thì giống con 4056 rồi. Nên mình đang tính là like cái bộ này này. Thay thế cho con đi sẽ chết nhá mọi người nhá. Thì nó có sẽ có con, đây là con sò trường, đây là con IC đấy, chính là hai con này này, bảo vệ pin này. Thì mình cũng không cần nó nữa các bạn ạ. Mà mình chỉ cần lợi dụng con này để thay thế con này thôi, để sạc được bình thường. Nhưng vấn đề là bây giờ phải làm cho nó chạy được đã các bạn nhá. Thấy anh bảo là cấp điện thì nó nháy nháy rồi nó không lên. Đó, để xem nó hỏng cái gì nữa cơ. Còn nó IC sạc này thì mình không có con 5 chân này này. Nhưng cái cụm này của mình đã thay thế được nó rồi. Mọi người nhé. Hoặc chúng ta mà không có IC. Ở đây dò luôn. Dò luôn. Đang định nói sau nhưng dò luôn nhé. Để sau đó mình sẽ làm. 5V được cắm vào đây này. Với GLD là toàn mạch ở đây nhá. GLD này. Dương 5V ở đây. Nó sẽ lật sang bên này. Nó sẽ đi qua cái dây dây máy in to ngoài cùng này nhá. Đi tới đúng chỗ này. Đó. Nó sẽ được lọc bởi con tụ bé xíu này. Đó, về mát nhá. Thì từ đây này, nó đi vào chân này và khi mà có lệnh sạc, có điện nó sạc ấy, nó sẽ mở từ điểm này sang điểm này này và nó đi qua điện trở, đi qua cầu chì và bắt đầu sạc cái pin. Đi đến đây rồi, năng lượng nó sẽ đi vào dương pin và đi về âm pin. Các bạn ạ, đi về âm pin và đi qua con này. Đi qua kiểu gì nhỉ mọi người nhỉ? Tưởng con này là chỉ xuôi thôi nhé các bạn. Thôi cũng chẳng quan tâm nữa. Mình cũng không để ý cái dòng chảy cái đấy nữa. Tóm lại là con IC này con IC sạc nhá. Và khi nó sạc loi thì nó sẽ có thông số nó điều khiển được là đã đầy pin rồi ấy. Thì nó sẽ đưa lệnh ra vị trí này này. Nó sẽ khóa nó lại, coi như là báo pin đầy nó sẽ ngừng lại đấy các bạn ạ, cái dạng IC sạc đấy. Nhưng mà không có nó thì thôi độ này. Hoặc như bạn nào mà không có IC, không có cái mạch kia ấy, thì chơi cho con khoảng 4,7 ohm đi nhá, hoặc 10 ohm đi là từ dương này rồi đi qua một con diode nhá, sụt áp qua một con diode. Tóm lại từ đây là dương của 5V vào nhá, đi qua một con diode, đi qua một con diode từ A sang A diode, rồi đi qua một con điện trở khoảng 4,7 ohm hoặc 10 ohm ấy, đi vào đây. Thế là sạc được, có cái là khi đầy nó chẳng ngắt được thôi các bạn nhá. Rồi các ông chuyên đóng cell pin này thì các ông đầy cái quả pin này, hỏng các ông lại thay được các bạn ạ. Nên chả vấn đề gì, nó kiểu như sạc đơn giản ngày xưa ấy. Những cái mạch này này nó đi đến đây này, nó sẽ có một cái đường này lấy mẫu cái gì này, chắc là nhận diện là điện áp vào để nó sạc đấy các bạn ạ. 5V đi vào đây mà, đi qua diode này, đi qua cầu phân áp này. Thôi cứ kệ thôi, mình sẽ sửa cho nó lên được đã, sau đó mình mới tính phần sạc các bạn ạ. Các bạn nhìn nhá, nó đã lên được rồi nhưng mà chưa xử lý sạc đâu. Âm vào đây nhá, dương vào đây này thì nó không lên gì cả. Và hiện tại là mình đang cấp đồng hồ, mình đang cấp cho nó là 4V, coi như là pin đầy nha, và không ăn tí dòng nào luôn, phải on nó mới ăn nhá các bạn nhá. Đây này, đang cấp 4V này nha, như là cái pin đầy ấy. Và chúng ta sẽ nhìn cái nút này nhá, cái nút là nút power này. Đó thì mình sẽ ấn power này, đó là cái tít cái là 0,06 và nó lên được luôn, pin đang đầy nhá. Rồi nhá. Và nó sẽ như thế này này. Cái con bé bé đây này, cái con này này, chính là con ở đây. Nó chết giò. Nó chết giò, tí nữa mình sẽ nói cho mọi người về cái tác dụng của nó. Mình đang thay bằng một con khác, tháo trên một cái đồng hồ mà có bác gửi mình. Thế là may mắn là có trong cái này cũng có hai con như thế. Đó là con móc phép kênh P với củ chuối, kênh L thì nhiều kênh P nhá. Thế mình vừa nãy mình có thử đấu tắt được nhưng mình có tìm được ở trên cái đồng hồ hỏng này bỏ đi rồi. Là lắp nó chạy bình thường. Giờ chúng ta sẽ nhìn này. Để lâu đồng hồ tự tắt. Nguồn 4V này nhá. Nó sẽ đi tới ấy, để lâu nó tự tắt đấy. Để bật nó lên này. Hay là có phiên bản phần mềm luôn này. Nó đi đến cái chân S của con trên này này. Đó, 3499 đấy, cũng đến cái chân S con này. Nhá. Và khi mà ấn on đây mình tắt này. Khi ấn on ấy, khi tắt ấy, thì là chân D của nó không có điện áp. Nó lại vào cái gì rồi đây? Mình không biết dùng nó các bạn ạ. Hình như ấn giữ sao ấy. Đây là tắt, đúng rồi. Tóm lại ở chế độ chờ này nó không phải ăn điện áp gì cả. Bởi vì tại sao? Là điện áp nó đi đến chân. Đây là con móc phép kênh P nhá.
dòng chảy là từ S sang D chứ không phải dòng chảy từ D sang S. Do đó là điện áp 4V đang vào chân S của nó, đang vào chân S của nó nhưng nó chưa mở sang chân D. Đó, không hề có điện áp. Chưa mở sang chân D không còn có điện áp nha. Do đó mà khi mình bấm on này thì bắt đầu là lạnh nó sẽ đưa, nó sẽ mở được. Mình ấn on này. Đó, nó sẽ mở nhá, MOSFET nó đã mở nhá. Con này nó chết theo kiểu ấy, mình kích không được gì cả. Con trên thì ok, con dưới không gì cả. Và nó có độ dò lội trở. Đo ở thang đo 10K ấy, nó lên được tầm khoảng cái kim lên đến tầm như này, không kích gì cả. Trong kia kìa. Máy bắt tìm được một con nhưng mà mã khác kệ, lắp vẫn chạy được được. Đấy, để lâu nó tự tắt đấy. Để vào một cái gì đấy cho nó đỡ tắt nhỉ. Holy. Thì mình sẽ đo cho mọi người tham khảo về một số cái thông số nguồn của nó cho bạn nào mà đang sửa nó thì có nhá. Ở đây nó có 3 quận L này. Thì tương đương chúng ta sẽ thể hiểu ấy là nó có sẽ có 3 quận L, như hình như là nó chỉ có ra từ cái nguồn ở đây, mình hạ nguồn xuống để cho chúng ta tham khảo là nó mạch mạch tăng điện áp nhá. Mình đang hạ xuống nguồn có 3.7 thôi. Nhá, hạ xuống thêm đi. Cao thấp quá sợ nó không đủ dòng, nó không đủ nó chạy. Đó, coi như pin yếu nhá. Đấy, pin yếu nó đã vào đấy, pin yếu nó tự tắt luôn. 3.7 đi nha. Đó, pin nó ở cái giữa này nhá, nó đang ở pin đang như này này. Nó là 3.7 vào nhá. Và nó đi qua một cái mạch này, IC cái đứa này, nó sẽ ra một cái điện áp ở đây. Nó là 4.3, như vậy chúng ta sẽ thể hiện là từ điện áp thấp nó sẽ lưng lên 4.3 nhá. Tóm lại nó lưng lên nguồn cộng trừ nhá. Tiếp theo cái nguồn con IC này và hai quận L này này. Là nó sẽ tạo ra một cái nguồn trừ 4V. Trừ 4V và trừ 5 trừ 4 cộng 4V này, cộng 4.3 và trừ 4V nhá. Là hai con IC này là hai con IC lưng áp đấy. Tóm lại là lưng theo kiểu như là lưng từ 3.7 và lên với 4V đấy. Thì có lẽ chỉ cần một con L thôi. Còn đâu nếu mà lưng lên từ 3.7 ra trừ 4V thì nó có hai con L. Mình cũng chưa vẽ mạch nó không rõ các bạn nhé. Tóm lại là nó có mạch tạo ra nguồn cộng trừ 4V để lùi mạch chạy nhé mọi người nhé. Và cái nguồn của nó ấy, là cái nguồn này thì mình chưa biết là nó đi đến đâu. Nhưng cái nguồn này thì nó đi đến đây và đi cụm này này, cụm cho các hai cái mạch tạo ra cộng trừ 4V này là nó bị chết, chắc là tải nặng qua con này. Hoặc là cắm bị sốc áp kiểu gì đấy nó chết các bạn nhé. Và nó lổ có con IC này mình đã tháo ra rồi. Thì bây giờ nhé, mình đã đang báo pin bên đầy, mình sẽ giảm điện áp xuống một chút xem nó có giảm pin đâu nhé. 3.6 đây đấy, nó có giảm nhá. Và mình đang có một cái nguồn Samsung sửa sẵn nhanh đấy các bạn ạ. Cắm vào đây này và cấp vào nó này, nó tắt đấy các bạn ạ. Cắm vào này thì nó báo là lên màn hình và nó báo sạc nhé các bạn nhé. Nhưng hình như nó báo lỗi gì đấy vì không có dòng ăn hay sao ấy các bạn ạ. Nó báo lỗi, lại thử nhá, lại nhá, chả lên được nữa luôn, nó báo lỗi các bạn ạ. Cắm vào cái nó mất luôn đấy, lên nhá, pin yếu nhá, mình cắm vào nào. Đấy, nó báo như này, nó báo pin sạc này các bạn nhá, nó nháy nháy này, nó báo đang sạc nhá các bạn ạ. Nó đang báo cái nháy nháy cái đèn này này. Thì tóm lại là khi cắm như thế thì nó sẽ có cái nguồn 5V đến đây này. Con này nó có cái loa ở dưới, nó cứ bị chạm, nó cứ tự nó kêu, chạm vào cái cực gì ấy. Nguồn 5V đến cái chân này này. Đó các bạn nhá. Đồng thời nó đi qua diode các thứ thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết là có điện áp vào này, bắt đầu nó sạc. Nó sạc thì nó sẽ thông qua lệnh, nó sẽ mở từ đây đi sang đây để đổ vào đây này. Bây giờ mình sẽ chơi một cái trò, vì người ta là đóng xong pin thì kiểu gì họ cũng có nhiều pin nhá. Mình không lắp mạch này nữa mà mình độ theo kiểu qua một con diode này, qua một con điện trở 2.2 ohm hoặc 3.3 ohm đi các bạn ạ. Là 5V này rơi áp qua con diode là chúng ta sẽ thấy là còn mất 0.7V ấy, thì chỉ còn 4.3 thôi, 4.3 đấy hạn qua con điện trở ấy, thì là coi như là sạc giống ở trong những cái loa USB, như đài USB của các cụ ấy các bạn nhá. Mình làm như thế thì không phải độ cái này làm gì, nó lằng nhằng, cho anh đi về anh đi dùng nhá, hỏng pin anh tự thay. Như vậy là nó không lên được là do con này chết giò thôi, còn nó lổ con này chắc là trong quá trình nó bị lổ, nó chết dẫn được cả con này chẳng hạn nhá mọi người nhá, hoặc người ta chết con này từ trước rồi
sau đó là họ vẫn cứ thay pin, họ thay rồi, họ cứ hết pin họ thay cho bạn ạ. Mình thấy cứ hàn bong hết cả chân này rồi mà. Một con diode 4007 xuôi từ 5V xuôi cái đó để rơi áp cho nó là 0,7V. Một con 3,3 ohm đưa vào đây để vào cực dương của nó nhá. Và mình tiện thể mình đang dùng một con một cái quả pin mà hôm nọ mình lắp đèn pin mình dùng, nó là còn có 3V thôi. Nó rất là yếu, mình đang đo cho nó đấy. Mát mình lấy đây rồi. Đây là hai quả pin mà trong một cái lô mà nó bị đứt, đo không có điện áp đấy. Và có một số bác xem kênh mới biết ấy, bảo mình ấy là lấy cái nhọn nhọn ấn ở phía dưới, ấn nó sập một phát, nó xì ra phát, kêu xì phát, thế là nó dính được bên trong, nên là có điện áp 319 luôn. Thế là từ 319 nó nọ mình dùng hết rồi, nên hôm nay mình sẽ tận dụng mình xài, mình ấy nhá. Nhưng mà đấy, trong này nó có cục chì hay nó có cái gì thì mình cũng không hiểu, nhưng các bác làm nhiều pin các bác bảo mình biết, bắt đầu mình vứt rác thôi, thấy cái bác bảo hay là mình không vứt. Thế là con này thì mình chưa ấn đâu, nó nào để ấn cho phát, thế là lại có quả pin để sạc đèn pin, để dùng đèn pin thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn nhá, mình có một cái sạc ở đây này, một cái sạc nha, để xem nhìn được công suất sạc nha. Đấy, để thế này đi, mình cắm sẵn ở đây rồi nha, mình ghi điện này, chúng ta nhìn đồng hồ nhá. À đây, nhìn pin nữa, pin hiện tại bây giờ là đang chỉ là 3V thôi nhá, mình ghi điện này, đó, nó đã lên nhá, và pin nó rất yếu và nó đang chạy sạc này, và nó đang sạc có 0,9W thôi các bạn ạ. Kệ thôi các bạn nhé, rồi nó sẽ đầy, chúng ta sẽ thấy pin nó đang lên dần này. Có lẽ con này thay con 2,2 ohm đi thì nó sẽ sạc nhanh hơn các bạn ạ. Nên sạc như này thì nó sẽ an toàn, nó không bị lổ pin các bạn nhé. Đấy, một con DC lổ bây giờ chúng ta chỉ thay vào một con điện trở và một con diode này có thể được các bạn nhé. Đấy, nó đang sạc, nó đang tăng lên dần dần này, các bạn thấy chưa, và nó lên ok. Tắt nó đi xem nào. À, nó bỏ biểu tượng là cắm năng lượng vào này, cắm một biểu tượng cắm phích điện là đang cắm điện nhá. Tắt này phải ấn giữ đây, để ấn tắt thì mới được. Đó, thì nó vẫn đang sạc pin đang 3V mà đang lên dần này, các bạn thấy chưa? Còn giả sử nhá, chúng ta nhìn này, bây giờ bật trả lên là nữa, các bạn ạ, phải rút điện ra hay sao ấy? Thì nó cho phép sạc bật, kiểu như đang ở chế độ sạc thì sạc ẩn ấy. Đó, nó lên rồi nhưng mà nó pin yếu, nó tắt rồi này. Đó, pin yếu này nó tắt ngay nha mọi người nhá. Pin nó đang yếu mà dưới 3V6 là nó 3V7 nó tắt. Đấy, nó bảo vệ pin đấy các bạn ạ, nó có mạch nhận diện pin đấy. Nhưng nếu mà chúng ta cắm vào như này thì là nó sẽ chạy lược luôn nhá. Nó khởi động nó lên nó chạy luôn, vừa sạc vừa chạy các bạn ạ. Nên mình sẽ thay con này còn sang con 2 con ôm 2 đi. Và mình sẽ lắp hoàn thiện nhá. Tóm lại là được rồi. Và tất nhiên là mình cũng chẳng lắp pin đâu, cho người ta về người ta tự lắp pin thôi. Rồi để thay con 2 ohm 2 cho nó sạc, cho công suất nó nhanh hơn nữa chút đã. Ta thay con 2,2 ohm nhá. Vừa nãy nó chưa được 1W thì bây giờ sẽ xem này. Nó lên được hơn 1W rồi. Tháo này sạc thì thế thôi. Và nó sẽ đầy dần nhá, còn phụ thuộc pin đói hay không. À, mình không có cái chân này để mình thử đo nội trở và mình cũng chẳng biết dùng. Mình sửa chỉ lên được nguồn thôi, rồi giả người ta thôi các bạn nhá. Và qua video thì mọi người lại tham khảo về cái cấu tạo cũng như là các mức điện áp các thứ, và khi chúng ta các bạn nào mà đang hỏng nó thì có thể là tham khảo cái video này. Mình để tựa đề cái mã con này như này nhá, mã thêm lên nó này, thì các bạn có thể tham khảo, các bạn biết được là con này chức năng gì, con này chức năng gì, con này chức năng gì. Chúng ta chết, chúng ta không có, chúng ta phải lối tắt thì bật cái nó lên, rồi cắm điện cái nó lên luôn, nó không tắt được thôi các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ biết là đây là cái cụm này là cụm sẽ lên điện áp là 4V 3 nhá, và một cái nữa là -4V cho mà chạy nhá mọi người nhá. Còn IC như con IC xóa số thì bó tay chấm con. Tóm lại là đóng lắp hoàn thiện và video cũng kết thúc luôn. Chào tất cả các bạn nhá. Đây này, khi không có pin ấy, thì cắm nguồn trực tiếp 5V vào ấy, thì nó ra được 4V đẹp này các bạn nhá, 5V ở đây này. Bởi vì cái adapter Samsung kia của mình nó xịn. Pin để AQI adapter đều ra 5V 5 thì đây sẽ lên đến tận 4V 3 4V 4 nhá các bạn nhá. Đó là không có pin thì cũng để cắm trực tiếp nguồn nó vào là vẫn dùng được bình thường của nó ấy. Đó, rút ra này, trong này vẫn tích năng lượng này, một chút thì mới mất. Tắt như này là không bao giờ bật được nữa luôn.
bởi vì là nó lưu cái đấy, rút ra cắm lại thì sẽ lên.